Đây là chương trình bổ sung đặc biệt vào cuối tuần, trước thềm cuộc bầu cử vô cùng quan trọng mà Ngô Phong xin gửi đến quý thính giả qua phần trình bày bản tin của Direct Ngô. Vào một khoảnh khắc đáng chú ý hôm thứ bảy, ứng cử viên Trump đã để lộ rõ sự thất vọng khi dường như cảm nhận thấy thất bại đang cận kề. Những lời nói chưa từng có của ông ta sau đây hàm chứa nhiều tâm tư, đặc biệt khi ông ta nhấn mạnh rằng, nếu thất bại ông ta sẽ gặp rắc rối. Giọng điệu gấp gáp và những lời thúc giục liên tục kêu gọi người ủng hộ bỏ phiếu đã phản chiếu một điều rằng các báo cáo nội bộ của phe MAGA và các kết quả thăm dò mới nhất có lẽ đã khiến Donald Trump choáng váng. Trong khoảnh khắc hiếm hoi, chúng ta thấy một Trump bất an hơn bao giờ hết, nếu không nói là đang cầu xin. Nhìn xem, nếu tôi không thắng cử sau bao nhiêu lời nói này, tôi sẽ gặp rắc rối. Quý vị hãy đi bỏ phiếu ý tôi là tôi đã đến đây bất kể giờ nào ai mà biết được giờ giấc là mấy tôi đang dốc toàn lực cho quý vị quý vị đâu để tôi rời đi trong vòng nửa tiếng tôi có thể chạy vội lên đây làm điều đó bắt đầu hét lên làm nước mỹ vĩ đại trở lại năm hay sáu lần gì đó rồi rời đi trong tiếng hò reo của đám đông giờ này chắc tôi đã về nhà ngủ rồi Kính thưa quý vị, Ann Selzer là một nhà thăm dò dư luận uy tín, nổi tiếng với các cuộc khảo sát chính trị chính xác và đáng tin cậy ở tiểu bang Iowa. Bà là chủ tịch và là nhà sáng lập công ty thăm dò Selzer Company, có trụ sở tại Des Moines, Iowa, và đã hợp tác nhiều năm với Des Moines Register để thực hiện các cuộc thăm dò chính trị và xã hội quan trọng. Bà đã đạt nhiều kết quả dự đoán chính xác trong các kỳ bầu cử sơ bộ Tổng thống Hoa Kỳ ở Iowa, nơi thường rất khó đoán. Các cuộc thăm dò của Selzer không những đưa ra dự đoán về người dẫn đầu mà còn đưa ra mức độ ủng hộ sát với kết quả thực tế. Ví dụ, bà từng dự đoán chính xác các chiến thắng bất ngờ của ông Barack Obama năm 2008 và Donald Trump năm 2016 trong các cuộc bầu cử sơ bộ. Bà Selzer nổi tiếng với phương pháp nghiên cứu nghiêm ngặt và sáng tạo, giúp giảm thiểu thiên kiến và tăng độ chính xác. Bà chú trọng vào việc lựa chọn mẫu đại diện và thiết kế câu hỏi kỹ lưỡng, bảo đảm rằng các mẫu khảo sát phản ánh chân thực cộng đồng Iowa. Nhờ thành công liên tục, tên tuổi của bà Seltzer được ví như tiêu chuẩn vàng trong làng thăm dò dư luận ở Iowa. Bà được nhiều nhà phân tích, chính trị gia và nhà báo tôn trọng vì khả năng dự đoán chính xác và khách quan. Kết quả khảo sát do bà Seltzer thực hiện thường được xem là chỉ dấu quan trọng trong các chiến dịch tranh cử và bà ấy vừa công bố kết quả một cuộc thăm dò khiến công chúng Mỹ thực sự sốc, làm thay đổi hoàn toàn động lực của cả chu kỳ bầu cử mà chúng ta biết. Theo kết quả thăm dò cuối cùng ở Iowa từ Ann Selzer, thực hiện từ ngày 28 đến 31 tháng 10 với 808 cử tri tiềm năng tại Iowa, Phó Tổng thống Harris hiện đã vượt lên dẫn trước ứng cử viên Donald Trump 3 điểm phần trăm tại bang Iowa, 47 so với 44 điểm ở cuộc thăm dò lần trước vào tháng 9, Trump dẫn trước Harris 4 điểm phần trăm. Thật khó để bất kỳ ai có thể dự đoán được điều này và Selzer chia sẻ với tờ Des Moines Register. Tiểu bang này, ông Obama đã giành chiến thắng hai lần vào các năm 2008 và 2012. Nhưng Trump đã giành chiến thắng tại Iowa trong cả hai kỳ bầu cử tổng thống gần đây, vào các năm 2016 và 2020. Kể từ 2016, Iowa đã được coi là bang có xu hướng ủng hộ mạnh cho Cộng hòa, dù không hoàn toàn đỏ đậm như các bang trung thành khác. Trong cuộc bầu cử năm 2016, Trump giành chiến thắng ở Iowa với tranh lệch lớn, khoảng 9 điểm phần trăm so với ứng viên dân chủ Hillary Clinton. Kết quả là Trump có được 51,1% phiếu bầu, trong khi Clinton chỉ đạt 41,7%. Chiến thắng đó cho thấy Iowa đã chuyển hướng sang Đảng Cộng hòa một cách rõ rệt, và Trump đã thành công trong việc thu hút sự ủng hộ của các cử tri vùng nông thôn và tầng lớp lao động. Trong bối cảnh Iowa là một bang nông nghiệp, đến năm 2020, Trump tiếp tục chiến thắng trước Biden tại Iowa với chênh lệch 8 điểm phần trăm, giữ được sự ủng hộ mạnh mẽ của cử tri. Trump đạt khoảng 53,1% phiếu bầu so với 45% của Biden chiến thắng đã làm Iowa đỏ hơn. Lưu ý, Iowa có 6 phiếu cử tri đoàn. Với tất cả thông tin từ cuộc thăm dò vừa được công bố bởi Seltzer and Company, việc Harris vượt lên dẫn 3 điểm so với Trump tại một tiểu bang tưởng chừng đã nằm trong tầm tay của Trump là một chấn động vô cùng lớn. Điểm tiếp theo mà Ngô Phong muốn chia sẻ đến quý thính giả là sẽ không thực hiện video về một cuộc thăm dò nếu nhà thăm dò đó không thực sự giỏi. Bà Ann Seltzer đã cho thấy độ chính xác qua các cuộc thăm dò của bà ấy trong quá khứ. Năm 2012, cuộc thăm dò cuối cho thấy Obama dẫn trước 5 điểm và Obama đã thắng với 6 điểm. Năm 2014, cuộc thăm dò cuối cho thấy Johnny Ernst dẫn trước 7 điểm và bà thắng với 8 điểm. Năm 2016, cuộc thăm dò cuối cho thấy Trump dẫn trước 7 điểm và ông ta thắng với gần 10 điểm. Năm 2018 Cuộc thăm dò cuối cho thấy Kim Reynolds bị thua 2 điểm, nhưng thực tế, Reynolds đã vượt qua và thắng với gần 3 điểm. Đây là lần chật duy nhất. Năm 2020, cuộc thăm dò cuối cho thấy Trump dẫn 7 điểm, gần sát với chiến thắng 8 điểm của ông ta. Trong cuộc đua Thượng viện cùng năm đó, cuộc thăm dò cuối cho thấy Thượng nghị sĩ Joni Ernst dẫn trước 4 điểm và bà thắng với khoảng 6,5 điểm. Năm 2022, cuộc thăm dò cuối cho thấy Chuck Grassley dẫn trước 12 điểm, chính xác với tranh lệch cuối cùng. Cuộc thăm dò cuối cho thấy Reynolds dẫn trong cuộc tái tranh cử của bà với 17 điểm và bà thắng với 18,5 điểm. Nói cách khác, trừ một sai lệch nhỏ vào năm 2018 mà cũng chỉ sai lệch vài điểm, bà Ann Selzer thường dự đoán rất sát với kết quả thực và đôi khi còn chính xác từng điểm số. Điều này có nghĩa là một cuộc thăm dò cuối cho thấy Kamala dẫn 3 điểm ở Iowa là dấu hiệu cảnh báo đỏ cho Trump và là lợi thế lớn cho Kamala Harris. Chắc chắn kết quả này đang gây sốc, nếu không muốn nói là choáng váng cho Đảng Cộng Hòa. Trước đó vào sáng sớm thứ Bảy, Chủ tịch Đảng Cộng Hòa Iowa đã đăng tweet bày tỏ sự phấn khích, mong đợi Ann Selzer công bố rằng Trump đang trên đà đánh bại Harris ít nhất 8 điểm ở Iowa để bảo vệ danh tiếng của họ ngay trước ngày bầu cử. Nhưng người tính không bằng trời tính Harris đã vượt lên với khoảng cách 4 điểm. Cựu Tổng thống Obama đã từng thắng tại Iowa trong cả hai kỳ bầu cử. Vì vậy, không phải là chuyện viển vông khi nghĩ rằng một đảng viên dân chủ có thể thắng Iowa. Vì điều này đã xảy ra không lâu trước đây, bất chấp việc Trump đã thắng liên tiếp cũng tại hai chu kỳ bầu cử gần đây. Giả sử cuộc thăm dò của Ann Selzer là chính xác, với Kamala Harris đang dẫn trước Trump 3 điểm tại Iowa. Nếu đúng như vậy, đây là một sự thay đổi rất lớn một sự chuyển dịch 11 điểm từ 8 điểm ủng hộ Trump sang 3 điểm ủng hộ Harris, chuyển từ lợi thế của Đảng Cộng hòa sang lợi thế cho Đảng Dân chủ. Trong một bối cảnh mà Harris chuyển 11 điểm nghiêng về phía dân chủ ở Iowa, không phải là vô lý khi suy đoán rằng bà đang có triển vọng khá tốt ở các bang chiến trường gần đó như Wisconsin và Michigan, và rằng có thể đang có một sự thay đổi lớn trên cả nước. Nếu xem xét kỹ lý do, ta sẽ thấy vài gợi ý Đầu tiên là Iowa, một bang từng bầu cho Obama cách đây không lâu với gần 10 điểm cách biệt. Giờ có một trong những luật cấm phá thai nghiêm ngặt nhất nước Mỹ, cấm hầu hết trong mọi trường hợp sau 6 tuần. Những luật này rất không được ưa chuộng và đã góp phần vào thất bại của Đảng Cộng Hòa, ngay cả ở các bang như Ohio, Kentucky, Kansas và Alabama. Một số người có thể nghĩ rằng sự kiên quyết áp đặt các sắc lệnh thần quyền không được lòng dân có thể ảnh hưởng đến mong muốn thắng cử của họ nhưng rõ ràng là không. Có vẻ như họ quá quyết tâm vào việc tước đoạt quyền của phụ nữ đến nỗi, họ sẵn sàng chấp nhận thất bại của Đảng Cộng hòa, ngay cả ở những bang đỏ nhất nước, rồi tự nhủ rằng, không không, những gì chúng tôi đang làm là đúng đắn. Điều này cho thấy sự ảo tưởng hoặc mong muốn kiểm soát, nhưng dù là lý do nào thì cả hai dường như đều không được người Mỹ chấp nhận. Ngoài ra, thực tế là Trump và đội ngũ của ông ta đang cố tỏ ra tự tin một cách thái quá nhằm khiến cử tri tin rằng cuộc bầu cử này đã thuộc về họ. Chiến dịch Trump gần đây muốn cử tri dân chủ cảm thấy rằng lá phiếu của họ không quan trọng, rằng ông ta đã thắng rồi. Vì sao lại như vậy? Để làm giảm số lượng cử tri bên phía dân chủ, đó là một phần lý do vì sao Trump tổ chức các buổi vận động ở California, New York, New Mexico và Colorado để tạo cảm giác rằng ngay cả ở các tiểu bang xanh đậm Trump vẫn có cơ hội. Sau đó, ông ta sẽ dùng ý tưởng sai lệch này để viện cớ hô hào gian lận khi ông không thể tránh khỏi thất bại trong cuộc bầu cử. Nhưng đó là một câu chuyện hoàn toàn khác. Thực tế là hình ảnh về một chiến thắng tất yếu của Trump thực sự có lợi cho chiến dịch của ông ta, bởi vì nó có thể ngăn một số người ra bỏ phiếu. Cuộc thăm dò mới nhất tại Iowa đã phá vỡ câu chuyện đó, cho thấy phe dân chủ hoàn toàn có thể thắng. Chiến thắng của Trump không phải là tất yếu cũng không tự động xảy ra. Các cuộc thăm dò chỉ có ý nghĩa khi cử tri đi bỏ phiếu. Người Mỹ đã có con số ấn tượng trước ngày 5 tháng 11, nhưng hãy bảo đảm rằng những con số đó được chuyển thành lá phiếu. Cử tri chỉ còn cách những ngày lịch sử không xa. Đừng để lỡ cơ hội duy nhất này để thực hiện điều đó. Chúng ta cần một chính phủ hoạt động đúng nghĩa, chứ không phải một rạp siếc bi hài kịch. Bên cạnh đó, thưa quý thính giả, cuộc bầu cử tổng thống này không chỉ là cuộc trưng cầu dân ý giữa Donald Trump và Kamala Harris đây cũng là phép thử về tầm ảnh hưởng của những người siêu giàu lên nền dân chủ mỹ với Elon Musk người giàu nhất thế giới đứng đầu danh sách những người đã sử dụng khối tài sản khổng lồ để tác động lên cuộc bầu cử Musk đầu tư hàng triệu đô để củng cố vị thế của Trump và tận dụng nền tảng truyền thông xã hội của mình để định hình dư luận trở thành nhân vật nổi bật trong các cuộc vận động tranh cử với nền tảng mạng X, Musk đã tạo ra một không gian truyền thông mà tiếng nói ủng hộ Trump được ưu tiên. Các quy tắc, thuật toán và cách thức kiểm duyệt nội dung trên nền tảng này đã được chỉnh sửa để phù hợp với quan điểm của Musk, khiến nó trở thành một cái loa quảng bá khổng lồ cho chiến dịch Trump mà không mất bất kỳ chi phí nào. Trong bối cảnh bầu cử, những thay đổi này không khác gì việc sử dụng mạng xã hội như một vũ khí thông tin, một công cụ có tác động đáng kể lên công chúng gây khó khăn cho đối thủ cạnh tranh trong việc truyền tải thông điệp của họ. Chẳng hạn như, khi Musk công khai ủng hộ Trump sau một vụ ám sát hụt vào mùa hè vừa qua, mạng X đã trở thành loa phát thanh cho chiến dịch của Trump, cung cấp quảng cáo miễn phí ở mức độ khó có thể tính toán giá trị thực sự. Điều đó đã đặt nền dân chủ Mỹ vào tình trạng đáng lo ngại, khi một cá nhân duy nhất có khả năng kiểm soát một nền tảng truyền thông lớn đến mức ảnh hưởng trực tiếp lên cách thức mà người dân tiếp cận thông tin. Tầm ảnh hưởng của Musk không chỉ giới hạn trong lĩnh vực truyền thông. Là CEO của SpaceX, một công ty sở hữu các hợp đồng trị giá hàng tỷ đô với NASA và Bộ Quốc phòng, Musk có khả năng tác động đến cả chính sách an ninh quốc gia của Mỹ. Theo báo cáo từ tạp chí Wall Street Journal, Musk đã có liên hệ trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin, một hành động gây lo ngại về mặt an ninh trong bối cảnh SpaceX đang hỗ trợ Mỹ trong các dự án quốc phòng nhạy cảm. Cuộc trò chuyện giữa Musk và Putin đã làm dấy lên câu hỏi về lòng trung thành của Musk với nước Mỹ. Cựu đại sứ Mỹ tại Nga, ông Michael McFaul đã nêu ra một câu hỏi sắc bén. Ông đứng về phía đội Mỹ hay đội Nga? Thực tế, một doanh nhân có tầm ảnh hưởng to lớn không nên được phép điều khiển các mối quan hệ quốc tế theo hướng có thể gây tổn hại đến lợi ích của quốc gia. Sự trỗi dậy của Elon Musk và vai trò to lớn của ông trong cuộc bầu cử này là minh chứng rõ ràng cho tác động của phán quyết Citizens United từ tối cao Pháp viện năm 2010. Phán quyết đã loại bỏ nhiều hạn chế trong việc đóng góp chính trị. Quyết định này đã tạo điều kiện cho các cá nhân và tập đoàn giàu có đổ tiền vào các chiến dịch chính trị, cho phép họ có quyền lực lớn chưa từng có trong việc định hình chính trị Mỹ. Ông Daniel Weiner, giám đốc trung tâm Brennan Center for Justice, nhận định. Đây là một cuộc bầu cử được định hình bởi phán quyết Citizens United, cho thấy sự chuyển đổi khi tiền bạc trở thành trung tâm trong các cuộc bầu cử, với các nhà tài trợ giàu có đóng vai trò chính. Đặc biệt, Musk đã chi ít nhất 119 triệu đô vào PASI, siêu ủy ban hành động chính trị America PAC để hỗ trợ Trump. Dù là một người mới tham gia chính trị, Musk đã nhanh chóng nắm giữ vai trò quan trọng. Nổi bật là việc Musk tổ chức các cuộc sổ số với phần thưởng tiền mặt nhằm khuyến khích cử tri đăng ký bỏ phiếu cho Trump. Hành động này khiến nhiều người liên tưởng đến hình ảnh mua phiếu khi tiền bạc được sử dụng như một công cụ để điều khiển kết quả bầu cử, biến cử tri thành những con cờ trong tay giới siêu giàu. Đối với nền dân chủ, sự phụ thuộc vào tiền bạc như vậy gây ra nguy cơ nghiêm trọng về tính công bằng và ý chí của người dân. Cuộc bầu cử lần này là một cơ hội để cử tri Mỹ nhìn nhận lại sức ảnh hưởng của những người siêu giàu đối với nền dân chủ. Liệu sự can thiệp của những tỷ phú như Musk có thắng thế trước nền dân chủ hay không? Một người, bất kể giàu có đến đâu, không nên có khả năng chi phối kết quả bầu cử hay tác động đến chính sách của cả một quốc gia. Trong bối cảnh Musk có thể hưởng lợi lớn nếu Trump thắng, từ việc giảm sự giám sát lên Tesla và SpaceX đến khả năng có một vị trí trong chính phủ, đây là thời điểm quan trọng để người Mỹ xem xét kỹ lưỡng liệu có nên để nền dân chủ bị thao túng bởi tiền bạc điều này sẽ được phản ánh rõ ràng qua lá phiếu phổ thông của cử tri trên toàn quốc